Sáng nay, Đảng ủy Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. Hội nghị đã nghe quán triệt một số nội dung trọng tâm của nghị quyết lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và chương trình hành động của thành ủy về thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 22. Trong đó quán triệt sâu những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của giai đoạn 2020-2025, đồng thời nhấn mạnh đến bối cảnh tình hình, những dự báo và yêu cầu phát triển trong giai đoạn trước mắt, lâu dài, nêu bật những chủ trương, chính sách, nhiệm vụ để thực hiện những chỉ tiêu quan trọng phát triển kinh tế xã hội trong cả nhiệm kỳ cũng như tầm nhìn tương lai. Đảng ủy Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đề nghị các cấp ủy đảng sau hội nghị này tiếp tục triển khai quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và người lao động, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đơn vị, tạo sự thống nhất trong hành động đưa nghị quyết 22 Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống.